bữa nay mình quay cho mọi người xem cái máy cắt mà DC-70 mọi người, Kubota. Thì nó đang xuống cái chỗ mà lầy á mọi người. Đây đang cắt lúa dưới chỗ lầy. Lên đi nhỏ. Quá trời lúng luôn nha mọi người. Đó mọi người thấy đi lúng lại ghê rồi. Đó thì đó nó chạy bọc đảo rồi mọi người. Rồi mọi người thì hiện tại mình đang lội ra ngay chỗ hai cái máy cắt đó mọi người. Kìa, đang quằn nó cắt kìa, còn đây là chiếc máy kéo nè. Đất này lúng lắm nha mọi người, đây. Quá trời nó lúng luôn. Thì cái xe máy kéo này chở thì tương đối thì cũng cỡ là khoảng 60 bao mọi người. Đó. Thường thường thì một máy vậy chở tối đa nó là 90 bao á. Nhưng mà đất này hơi lúng thì nó chở được 60 bao à. Rồi, thì xa xa đằng kia thì hai cái máy cắt nó đang quằn. Ở đây thì đất nó hơi lúng nha. Đó có chiếc máy kéo nè. Chạy giật giật bánh đầu luôn. Quá trời cái đường lúng luôn mọi người. Đó thì nó chạy bọc qua kia cái nó cắt ngay chằng chỗ lúng đó mọi người. Nó lúng kìa. Ôi ôi lúng lúng lúng. Rồi rồi lúng rồi. Lúng
lúng nghiêng chiếc xe luôn mọi người. Nó lúng kìa. Hai con này cũng có thứ à mọi người, DC 70, con kia cũng DC 70 Kubota. Con nhận máy máy này chạy dữ thiệt. Lúng vậy mà nó vẫn cao cao. Nó nhõng nhõng đầu luôn. Quá dữ. Còn nữa dưới đường mương đường mỏng vậy nó cũng bò xuống cài cài nha mọi người. Quá hay. Để sấy kìa. Trời ơi. Rồi rồi nó quay sao mắc cạn rồi. Trời ơi. Lên nè mọi người, lên nè, lên. Quá dữ. Đây mọi người, thì hiện tại nó đang cái máy cắt nó đang qua cái chỗ lúa sập rồi mọi người. Đây lúa này quá trời ngã luôn. Thank you.
mọi người, thì nó quằn khoảng chừng đâu đó khoảng chừng 15 phút mọi người. Thì hai khu này với khu bên đó cũng gần rồi à. Có khu bên kia, khu bên kia mái bên kia mọi người, thì nó cắt nó chậm hơn bởi vì lúa nó bị đổ quá, ngã thì cắt nó chậm hơn. Còn khu bên đây thì cắt mau hơn, đỡ hơn chút. Kia máy cắt nhìn kìa, nhõng nhõng mọi người, vì lúng quá.